chào mừng các bạn đến với kênh Góc Khua Lộc nha. Hôm nay mình sẽ đến chùa Vạn Phước tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là một trong những ngôi chùa khá là lớn tại tỉnh Bến Tre. Có thể nói là các bạn khi vào đây, các bạn sẽ rất là choáng ngợp bởi cái không gian rất là rộng lớn. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi tham quan chùa Vạn Phước có những gì nha. Bây giờ chúng ta đang ở cổng của chùa Vạn Phước và tiến vào bên trong. Thì như các bạn đã thấy, ở ngoài cổng cũng có rất là nhiều các công trình rất là đẹp nha mọi người. Cổng vào rất là rộng cho nên các bạn, các du khách đến đây sẽ không phải gặp phải cái tình trạng mà chen lấn. Bởi vì cái không gian rộng như thế này, các bạn có thể để xe rất là thoải mái. Cả xe ô tô vào cũng rất là nhiều nha. Trước mặt các bạn đó chính là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật này được hoàn tất vào năm 2010, cân nặng khoảng 99 tấn đó các bạn. Bên ngoài thì tượng Phật được mạ vàng, rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh tượng cho các bạn xem, sau đó mình sẽ thả flycam lên để quay cái mức độ to lớn của cái tượng này cho các bạn xem nha. Tượng được thiết kế như là một cái dáng người ngồi ở trên một cái đài, thì cái ở phía dưới đài là chính là những cái hòn non bộ, tiểu cảnh rất là đẹp nha mọi người. Đây là cảnh từ trên cao của tượng Phật Di Lặc. Thì ở phía trước các bạn có thể thấy là có những cái công trình người ta cũng đang xây dựng. Thì chùa Vạn Phước nằm tại ấp Bình Chiến, cách thị trấn Bình Đại khoảng 2 km. Các bạn có thể đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Rạch Miễu, sau đó hướng về hướng huyện Bình Đại. Thì các bạn đi khoảng tầm từ cầu Rạch Miễu đi xuống khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ đến thị trấn Bình Đại nha mọi người. Tham quan tượng Phật xong, tụi mình sẽ tiến vào trong để ra phía bên tay phải sẽ có một cái khu vườn rất là nhiều cây kiểng và phong lan. Ở đây có những cái anh chị trong chùa đã chăm sóc những cái cây kiểng mỗi ngày. Thì mọi người có thể thấy là cái khu vườn kiểng của chúng ta như một cái khu vực dành cho những cái khu du lịch đó các bạn. Khá là đồ sộ và to lớn, rất là nhiều loại cây cảnh trong đây nha. Những cái tiểu cảnh trong đây được chăm chút từng chút một luôn. Các bạn có thể thấy là cả mỗi cái khu vực đều có một cái phần tiểu cảnh khác nhau. Phía trong này có một cái nhà khách để các thầy tiếp khách và đãi ăn uống. Thì trong này cũng khá là khang trang và rộng rãi, xung quanh trồng rất là nhiều những cây lan. Bên trong các bạn có thể thấy là những cái bộ bàn ghế đều làm bằng những cái cây gỗ, mà gỗ đặc luôn á mọi người. Ở phía xung quanh thì có trồng những cây phong lan rất là nhiều hoa.
mấy hàng rào họ làm cũng đẳng cấp luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến vào và quay bên trong cái nhà khách cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là những cái bộ bàn ghế ở đây đều làm bằng gỗ đặc, và thật sự là mình rất là ấn tượng bởi cái mức độ hoàn thiện và xây dựng của ngôi chùa này. Bây giờ mình sẽ tiến vào sâu bên trong khuôn viên của chùa. Thì các bạn có thể thấy là phía bên trong này dùng để các thầy dùng để thờ phụng. Thì phía bên tay trái này là một cái ngôi chính điện. Thì bên trong các thầy đang tụng kinh cho nên mình hạn chế làm phiền nha mọi người. Có một cây bồ đề khá là to. Ở đây có mấy em chó rất là dễ thương nha mọi người. Mình sẽ đi sâu vào bên trong và quay cái những cái bức tượng và những cái vị Phật cho các bạn xem nha. Bên này có những cái tượng đá điêu khắc rất là đẹp, rất là công phu. Mình nghĩ đá này là thuộc loại những là đá quý á mọi người. Bạn có thể thấy là tượng Phật Bồ Tát nằm ở trong một cái khối đá không? Phía trước các bạn là công trình của tượng Phật Bồ Tát đang xây dựng. Tượng Phật này rất là to lớn. Mình sẽ thả flycam để quay xung quanh cho các bạn xem. Nó to như một cái ngôi nhà luôn á mọi người. Xung quanh là những cái vuông tôm. Thì Bình Đại là một trong những huyện cũng giống như huyện Ba Tri. Thì bà con có thu nhập chính từ đánh bắt hải sản ngoài biển và thu nhập từ nuôi tôm đó các bạn. Nhìn trên livecam thì mình thấy ở kế bên tượng Phật Bồ Tát này có một cái công trình nằm ở giữa hồ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên đó quay cho các bạn xem nha. Thank you.
tông á, bê tông giả. Cái này bê tông hết, giả cây. Kêu ra đây không biết nữa không? Một cái bụi cây vậy thôi là cũng bọn á bọn chứ không thấy dẫn đâu. Đẹp quá, nhìn đã hay chứ. Hồi nãy là mình đi mình nếu mà mình sắp xếp mình đi vòng qua đây được á. Tại vì mình nhớ có cái hồ sen đó không ta hay là cái hồ này ta? Sao nữa hả? Từ từ bỏ. Cái này chắc em mới vừa xây xong rồi. Phía sau chùa có một cái khu mộc, khu mộc này là của chùa tự xây dựng và tự phục vụ luôn cho chùa các bạn. Chú, cây mộc mình làm cho chùa luôn hả chú? Vậy là chùa tự đặt tự làm riêng luôn thôi chứ. Dạ. Ý là mình chỉ phục vụ trong chùa thôi ha. Chạy bút sao chạy lớn đi vòng qua đường ngoài nó ra sao sao còn nữa không chú? Rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Bây giờ tụi mình sẽ tiến ra phía sau của chùa Phạn Phước. Ở phía sau này thì đa số là khu vực nghỉ ngơi và sinh hoạt của các thầy và những cái khu vườn trái cây, thì mình sẽ đi quay chi tiết cho các bạn xem nha.
Cái phía cuối cùng của chùa Vạn Phước có một cái cổng để cho tiếp những cái du khách đi bằng tàu thuyền. Đi vòng này lên luôn không? Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để nhận được những video mới của mình mỗi tuần nha.